Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Bóng Đá STV trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì chúng ta cũng đang đón nhận được rất nhiều những thông tin vui liên quan đến những cầu thủ Việt Kiều. Bởi hiện nay thì đối với các cổ động viên bóng đá Việt Nam, tôi tin rằng với rất nhiều người chúng ta đang mong muốn là sẽ có được thêm những cầu thủ Việt Kiều chất lượng hơn nữa để về phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Trong thời gian vừa qua, chúng ta nhìn thấy những sự thay đổi của nền bóng đá Indonesia với chính sách của những cầu thủ nhập tịch. Rõ ràng là họ cũng đã mạnh lên rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta nhìn rõ thích điều đó. Cho nên với bóng đá Việt Nam thì thứ nhất, cái quan điểm đầu tiên của chúng tôi thì đó vẫn là công tác đào tạo trẻ thôi. Chúng ta cũng cần phát triển về mặt nội lực của chúng ta. Nhưng bên cạnh đó thì việc nhập tịch những cầu thủ thì đó là điều rất quan trọng với những cầu thủ Việt Kiều. Trước đây thì chúng ta đã nhắc đến những cầu thủ như là Jackson Pedan Quang Vinh. Đây là cầu thủ mà tôi tin rằng mọi người cũng đã nhắc cách đây khoảng độ 3-4-5 năm rồi. Rất nhiều thời điểm có lúc là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cũng đã ở rất gần với cầu thủ này rồi. Thế nhưng mà chưa chính thức. Và mới đây thì một thông tin đặc biệt liên quan đến câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thì mới đây sau những thông tin mà chúng ta đã được chờ đợi trong suốt quãng thời gian vừa qua, thì Jackson Pedan Quang Vinh đã chính thức trở về với đội bóng ngành công an. Như được biết thì Jackson Pedan Quang Vinh đã hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Canterbury Rowan và chính thức trở thành một cầu thủ tự do sau mùa giải vừa qua. Và cũng đã có rất nhiều các đội bóng vừa qua muốn liên hệ với cầu thủ năm nay mới chỉ 27 tuổi thôi. Nhưng câu lạc bộ Công an Hà Nội là đội bóng đã cuối cùng thuyết phục được Quang Vinh. Thực tế thì đội bóng ngành công an đã muốn chiêu mộ cầu thủ này từ mùa giải năm ngoái rồi. Thế nhưng thời điểm đó thì với Jackson Pedan Quang Vinh, cậu ấy vẫn còn hợp đồng với đại diện của phía League 2. Và giờ đây thì dù không mất phí chuyển nhượng, thế nhưng chắc chắn là câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ phải tốn một khoản tiền không hề nhỏ một chút nào để đáp ứng được yêu cầu về mặt đãi ngộ của cầu thủ này. Được biết bản hợp đồng giữa hai bên có thời hạn là 2 năm, kèm vào mức lót tay rơi vào khoảng 10 tỷ đồng trên một năm. Và đương nhiên với một cái mức phí lót tay như thế này, đây cũng là một con số kỷ lục tại V-League. Bởi vừa qua thì với Quang Hải, sau khi mà đồng ý ở lại với câu lạc bộ Công an Hà Nội thì cậu ấy cũng nhận một mức phí lót tay lên đến là 9 tỷ đồng trên một năm. Con số này cũng là kỷ lục rồi. Nhưng nếu so với con số 10 tỷ đồng trên một năm của Jackson Pedan Quang Vinh thì đó mới là một kỷ lục thực sự khó tin. Trong sự nghiệp của mình thì Jackson Pedan Quang Vinh đã chơi ở rất nhiều các giải đấu khác nhau, từ giải của Mỹ, giải của Pháp vân vân. Và vị trí sở trường của ngôi sao này ở trên màn hình của quý vị và các bạn thì lát nữa chúng tôi sẽ phân tích gửi đến quý vị và bạn trong từng năm một về cái vị trí sở trường của cầu thủ này chơi như thế nào. Còn hiện nay thì đối với một cầu thủ chạy cánh như là Đoàn Văn Hậu thì trong thời gian vừa qua, trong suốt cả một mùa giải thì Văn Hậu đã không thi đấu do bị chấn thương. Và ở thời điểm hiện nay thì không biết rằng là Văn Hậu liệu rằng có thể trở lại với đội tuyển quốc gia Việt Nam hay không. Với tình trạng như vậy thì hiện nay rất nhiều người, các chuyên gia đang dự đoán rằng là cầu thủ 25 tuổi Đoàn Văn Hậu hoàn toàn sẽ bị mất vị trí vào tay của Jackson Pedan Quang Vinh. Nhưng mà chúng tôi thấy cái thông tin này cũng rất vui thôi. Bởi khi mà kể cả Văn Hậu quay trở lại thì đó sẽ là một cạnh tranh rất sòng phẳng của những cầu thủ chất lượng. Và tất nhiên khi đó sức mạnh bên hành lang cánh của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ là tốt hơn rất nhiều. Việc cầu thủ Việt Kiều Pháp này về V-League để chơi bóng trong màu áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội, tất nhiên nó sẽ là một trong những thông tin rất vui với đội tuyển Việt Nam. Bởi chỉ cần Jackson Pedan Quang Vinh hoàn tất thủ tục xin quốc tịch thôi thì chắc chắn là Huy Kim Sang Sích cũng không thể bỏ qua một cầu thủ quá chất lượng ở trong đội hình của mình giống như là Jackson Pedan Quang Vinh được. Còn kính thưa quý vị, nói về Quang Vinh, đây là một cầu thủ chỉ cao có 1m77 thôi. Một cầu thủ cao 1m77 cũng không phải là quá cao, nhưng đó cũng là đủ để có thể là chơi cho các đội bóng tại Đông Nam Á và đặc biệt đó là Việt Nam. Có quốc tịch và Pháp và Việt Nam. Đặc biệt là trên màn hình của quý vị và các bạn có thể nhìn thấy thì Jackson Pedan Quang Vinh có thể chơi ở 4 vị trí. Và vị trí sở trường nhất đương nhiên rồi, đó là hậu vệ lệch trái. Trong khi đó thì sẽ nên Jackson Pedan Quang Vinh hoàn toàn có thể chơi ở vị trí trung vệ lệch cả hai bên, trung vệ lệch trái hoặc trung vệ lệch phải. Hoặc đôi khi thì Jackson Pedan Quang Vinh hoàn toàn có thể chơi ở vị trí tiền vệ ở phía trên, cao hơn một chút, không chỉ là vị trí phòng ngự ở bên phía cánh trái đâu. Còn nói về Jackson Pedan Quang Vinh thì chúng ta nhìn đây, có những cái thời điểm mà cái giá trị chuyển nhượng cao nhất của Jackson Pedan Quang Vinh là lên đến 900.000 euro, một con số cũng rất là cao. Như tôi nhớ không nhầm thì với cả Nguyễn Philip trước đây thì cũng có những thời điểm là Nguyễn Philip cũng được định giá lên đến là 950.000 euro rồi.
Còn chúng ta sẽ nhìn từ cái thời điểm khoảng năm 2019 đến nay 2024. Thì thời điểm 2019 thì mức định giá của Jetson Padan Quang Vinh là 600.000 euro. Trong khi đó thì đến thời điểm này thì cái giá trị chuyển nhượng của Jetson Padan Quang Vinh là 500.000 euro. Tuy nhiên với con số này thì cậu ấy vẫn đang là một trong những cầu thủ nếu như mà có mặt ở trong đội tuyển quốc gia Việt Nam thì vẫn được định giá là một cầu thủ đắt giá nhất thôi. Bởi hiện nay thì những cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam thì cũng chỉ là 400.000 euro thôi. Nhưng như vậy là chúng ta thấy rằng đây đương nhiên vẫn là một cầu thủ chất lượng. Hơn nữa thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy rồi, cái sự thiếu vắng lớn nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đó chính là vị trí hậu vệ cánh. Lôi mà vừa qua Đàm Văn Hậu đã bị chấn thương không thể thi đấu, còn trước đó là Trọng Hoàng ở bên cánh phải nữa. Thế nên hiện nay thì với một cầu thủ như là Jetson Padan Quang Vinh ở lứa tuổi 27 thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những cái thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp của bất cứ một cầu thủ nào. Giờ đây thì câu lạc bộ Công an Hà Nội họ đã sẵn sàng trải thảm đỏ và bỏ ra rất nhiều tiền rồi, bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ cầu thủ này về thi đấu cho đội bóng này, và tất nhiên đó sẽ là một trong những tiền đề để giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có thêm những cầu thủ Việt kiều như thế này. Bởi trước đây thì với Nguyễn Philip chúng ta cũng thấy rồi là Nguyễn Philip thì cũng có rất nhiều thời gian mong muốn thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thế nhưng không được, lý do là vì cậu ấy cũng không có thời gian thi đấu tại đây. Thế nhưng sau khi mà về với câu lạc bộ Công an Hà Nội thì ngay lập tức thôi, Nguyễn Philip đã có quốc tịch và cậu ấy đã thi đấu trong màu áo của tuyển Việt Nam. Tất nhiên trong thời gian vừa qua thì đối với cá nhân của Nguyễn Philip thì cậu cũng đã không gặp may khi mà tất cả các trận đấu vừa qua bắt chính cho đội tuyển Việt Nam thì có vẻ như là toàn thua, đúng không ạ? Hầu như toàn thua thôi. Tất nhiên thì chúng ta biết cái lý do vì sao mà Nguyễn Philip bắt gôn trong thời gian vừa qua toàn thua. Nó không hẳn là lý do vì cá nhân của cậu ấy mà lý do vì cả một tập thể của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đấy, cho nên là chúng ta mới khó khăn như vậy. Thế nên hiện nay thì với cá nhân của Jetson Padan Quang Vinh, đây sẽ là một trong những cơ hội rất lớn để cho cậu ấy sẽ có được những cơ hội để thi đấu. Còn nói về cái thời gian mà Jetson Padan Quang Vinh thi đấu ở nước ngoài, trước đây là ở những liên bóng đá tại châu Âu đấy, thì chúng ta thấy rằng là ở giải Ligue 2, đó là giải của Pháp, thì đó là nơi mà Jetson Padan Quang Vinh đang thi đấu nhiều nhất với 134 trận ra sân, tổng cộng là 10.350 phút thi đấu. Một con số cũng rất ấn tượng, gần như là được đá gần đủ 90 phút ấy, chỉ thi thoảng có những thời điểm bị thay ra thôi. Thế nên là đây tôi tin rằng vẫn là một trong những cái thông tin rất là tuyệt vời liên quan đến đội tuyển Việt Nam. Từ nay đến cuối năm 2024 thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có thêm rất nhiều những cái giải đấu, nhưng mà thời gian ngắn như thế này thì chúng tôi cũng chưa thể rõ rằng là có kịp để cho Jetson Padan Quang Vinh có được ở cái quốc tịch Việt Nam hay không. Bởi thời gian từ nay đến tháng 11 cũng không còn quá nhiều. Bây giờ tháng 8 rồi, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tức là khoảng hơn 4 tháng nữa thôi, thì liệu rằng có kịp để mà nhập tịch hay không. Nhưng mà rất mong, cũng giống như trường hợp của Nguyễn Philip ý, thì mọi thứ cũng sẽ ổn thỏa hơn. Mặc dù cũng không hề đơn giản đối với Nguyễn Philip đâu, nhưng sau khi mà về Việt Nam thi đấu tại V-League thì Nguyễn Philip cũng ngay lập tức đã có được cái quốc tịch của mình rồi. Bóng đá Việt Nam của chúng ta trong thời gian vừa qua đã đối diện với rất nhiều khó khăn, từ những cấp độ đội tuyển trẻ rồi cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia nữa. Với đội tuyển quốc gia thì chúng ta sẽ có những đợt giao hữu ở trong tháng 9, tháng 10, và cuối năm thì chúng ta sẽ tham dự AFCUP 2024. Một giải đấu mà chắc chắn là đối với Liên đoàn bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ giao một cái chỉ tiêu gần như là cao nhất dành cho ông Kim Sang-sik và đối với các cổ động viên của Việt Nam. Tất nhiên chúng ta cũng mong muốn rằng đội bóng của chúng ta cũng phải có được cái ngôi vị cao nhất ở giải đấu này, bởi thực sự là trong thời gian vừa qua đó là một trong thời gian cực kỳ khó khăn dành cho bóng đá Việt Nam, và chúng ta có cơ sở để nghĩ đến điều đó, bởi AFCUP 2024 này thì bóng đá của Indonesia họ sẽ không có được một lực lượng mạnh nhất. Thì thông tin này chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị và các bạn rất rõ ở trong những phần thông tin trước rồi, khi mà Indonesia họ sẽ tập trung tối đa cho cái vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Và thậm chí thì Liên đoàn bóng đá của Indonesia cũng đang đắn đo về việc là sẽ cử ai để mà dẫn dắt đội bóng này. Có nhiều thông tin thì sẽ thay đổi một huấn luyện viên khác thay cho ông Shin. Thế nhưng có những thời điểm thì Liên đoàn bóng đá của Indo vẫn mong muốn rằng là ông Shin vẫn sẽ phải cố gắng nỗ lực để mà dẫn dắt cả hai đội tuyển. Bởi họ sẽ chia làm hai đội, một đội sẽ thi đấu tại AFCUP, một đội sẽ thi đấu tại vòng loại thứ 3.
Nghĩa là một đội sẽ hầu như toàn những cầu thủ nội thôi, còn một đội sẽ là những cầu thủ gần như là Indonesia kiều hết để thi đấu tại vòng loại thứ ba. Thế nên tôi mới nói rằng là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam hiện nay tại AFF Cup 2024 đang là khá lớn. Vậy nên là chúng ta có tận dụng được điều đó hay không để mà chúng ta có được cái điều mình mong muốn rất là khó khăn ở trong thời gian vừa qua, hơn một năm trời rồi, mọi thứ đang khá là tệ rồi. Thế nên là sẽ là tập trung tối đa dành cho giải đấu này thôi. Vậy nên với Liên đoàn bóng đá Việt Nam của chúng ta thì liệu rằng là sẽ có thể sớm để có được một cầu thủ Việt kiều như là Jackson Panalakwin hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé. Còn quý vị và các bạn có những cái suy nghĩ như thế nào về cái thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho chúng tôi một like cũng như một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những bản tin tiếp theo.